Trung tâm điện tử Hạnh Phương xin trân trọng gửi lời chào tới tất cả các bác. Ngày hôm nay thì rất là nhiều cái mã hàng mà anh Phương mới về để phục vụ các bác. Trước mắt các bác thì ngày hôm nay anh Phương đang về được tất cả là khoảng 10 đôi JBL Cotron 28 dòng loa nhập khẩu nguyên thùng. Đấy, dòng loa nhập khẩu nguyên thùng, nguyên đai nguyên kiện. Hàng này là do công ty của tập đoàn Hangman đặt hàng sản xuất lắp ráp tại Trung Quốc. Đấy. JBL Cotron 28. Trái bóc cái đôi này nào. Đôi này là đôi siêu lời. Nó sẽ kết hợp tốt với những dòng loa bass 30, 40 và những dòng loa nằm hoặc là những đôi loa bốt anh em đang sử dụng. Thì chúng ta sử dụng đến những cái cặp loa này nó rất là tốt các bạn. Loa này thì rất nhiều bác sử dụng mà nhận hàng của anh Phương đánh giá rất là cao về cặp loa này. Nguyên đai nguyên kiện, khỏi lo luôn. Đấy. Loa xịn các bác nhìn từ cái mã vạch tem nó đầy đủ hết. Đấy, tờ tem mác đầy đủ. Đây là một quyển sách hướng dẫn. Trong này thì có tặng kèm các bác luôn một đôi giá treo như này. Đấy, một đôi giá treo khuyến mại luôn nhá. Một đôi nguyên thùng xốp JBL Cotron 28. Với cấu hình của nó là một bát 20, một chép kèn, thùng vỏ nhựa Combrit. Hàng xịn các bác nhá. Lắp ráp tại Trung Quốc do công ty JBL tập đoàn Hackman lắp ráp. Đấy. USA. Hàng này thì nó có thể phối ghép kết hợp được với tất cả các dòng cục đẩy hoặc âm ly. Bởi vì trong cái hệ thống phân tần của nó đã có một cái hệ thống chống cháy ở đây rồi. Hai cái bóng chống cháy ở đây rồi. Cho nên là ghép trực tiếp với cục đẩy được các bác nhé. Và ở đây thì các bác chú ý cho em là có thể treo được. Bởi vì trên này chúng ta sẽ thấy rằng là nó có tặng một cái giá treo và một cái lục giác luôn các bác. Đấy. Trên này thì nó có hướng dẫn đầy đủ. Sách này là các bác lưu ý là hàng xịn cho nên là sách của nó là bằng in bằng giấy bóng luôn chứ không phải là cái giấy A4 vớ vẩn các bác nhá. Đây là 6 bước hướng dẫn. Và trong này thì kết hợp với tất cả các cái cách phối ghép 4 ôm, 8 ôm hoặc là làm monitor hoặc surround xung quanh. Hướng dẫn đầy đủ. Với giá thành đầu tư của cặp này chỉ có 4 triệu một cặp này, bao ship tận nơi cho các bác. Bao ship tận nơi. Đấy, hiện tại thì em có 10 cặp rồi các bác. 10 cặp nguyên thùng xốp. Mới cứng, thơm phức. Đấy, bạn nào đầu tư alo cho em nhé. Và bên cạnh đó thì ngày hôm nay này rất là vui mừng thì anh Phương lại nhập được về một lô. Lô này các bác nhìn đây mới biết rằng là thế nào là những hàng dự án tồn kho. Đấy, đây đúng chính thức tồn kho cho các bác. Hàng dự án tồn kho khi mà người ta lắp các cái phòng bay, phòng VIP ở bên nước ngoài. Họ sẽ dư ra những cái đôi loa nguyên thùng xốp như thế này. Đây là hôm nay về được tất cả là 4 đôi 115 mới tinh nguyên thùng xốp. 215 thì chính xác. 215 MDD 200. Đời này thì đời cao hơn 115 một đời. MDD 200 nguyên thùng xốp. 215. Với cái thiết kế của nó là một bát 40. Một chép kèn. Đấy. Hàng này chưa qua sử dụng các bác nhá, chưa cắm điện ở Việt Nam đâu ạ. Đấy, người ta để tồn kho được có 4 đôi thôi. 4 đôi loa này hiện tại đang có giá cực kỳ hợp lý. Hôm trước thì những đôi loa 115 đời thấp hơn con này một đời thì giá em đang bán là 18 triệu một cặp. 18 triệu một cặp. Thế còn với những đôi loa như này hôm nay xin thưa các bác là bán nhanh, bán giao lưu, bán phát triển này 215 cũng bán gần như là bằng với cái giá của 115 luôn. Em sẽ bán giao lưu với các bác với giá là gì? Giá của nó sẽ là 17 triệu một cặp tại cửa hàng. Và 17 triệu 500 ngàn đồng bao ship tới tay các bác. Đấy. Có vài đôi thôi bán nhanh cho nó phát triển thị trường nó sướng. Thực ra là đôi mới thì giá thành của nó cao hơn rất nhiều. Đôi bãi thì hiện tại nếu mà đôi còn zin nhưng mà em bán tầm 14 triệu rưỡi đến 15 triệu một cặp rồi. Còn đôi không zin thì không nói gì rồi. Đôi không zin thì giá của nó bớt đi tầm 3-4 triệu thì chỉ còn lại có 10 triệu, 11 triệu. Trên thị trường thì rất nhiều anh em mua hàng loa JBL này.
Đặc biệt là cái mã 115, 112, các bác mua rất nhiều, bác mua phải dòng loa nát, loa không còn zin. Nhưng mà với nhà em thì kể cả loa rẻ tiền nhà em bao zin hết. Cho nên là các bác mới thấy rằng là những bác xem kênh sóng của Trung tâm Điện tử Hạnh Phương, hầu như những bác lớn tuổi, theo độ tuổi toàn từ trên 30 cho đến tầm 60 quay đầu. Tỷ lệ phải đạt đến 70% là các bác ở tầm tuổi này. Các bác ở tầm tuổi này thì nói tóm lại là về kinh tế cũng khá ổn định. Và cũng rất nhiều bác là lao động chính, cũng vất vả tiết kiệm để đầu tư những cái sản phẩm âm thanh. Nhưng mà cũng rất tiếc nhiều bác là đắn đo mua, đôi khi là mua phải những hàng nát, hàng cũ, rồi hàng thay thế, sửa chữa. Cho nên là các bác mua về, các bác rất là hối hận. Nhưng mà khi các bác đến với Trung tâm Điện tử Hạnh Phương thì cái điều đó là yên tâm luôn. Các bác mua được hàng đúng giá trị thực của nó. Và hàng còn zin nguyên bản, nếu hàng không zin này em không nhập rồi. 17 triệu một cặp các bác nhá. Giá tại cửa hàng là 17, giá ship sẽ là 17.500. Bớt được 1 triệu rồi đấy các bác. Và ngày hôm nay có một đôi nữa, đó là đôi 112M. Đôi này là đôi nguyên thùng xốp nhá. Thực ra nó không phải 112 mà 212 thì phải. Đôi này là nguyên thùng xốp 212M. 212M bát 30. Đấy. Còn nguyên thùng xốp. Đôi này sẽ giao lưu với các bác với giá cực kỳ đẹp này. Đôi bãi của nó thì là khoảng 11 triệu rưỡi một đôi, hàng gọi là đã qua sử dụng. Và hàng còn zin, không zin thì khoảng 8 triệu là đã có một đôi rồi. Nhiều bác cứ hỏi anh Phương là loa còn zin hay không zin, thì xin thưa các bác là loa zin 100% nha. Loa Mỹ nó có hay, nó có chất và có giá trị lâu dài khi nó còn zin. Thì đôi loa này ngày hôm nay bán với các bác với giá của nó sẽ là 13 triệu 500 ngàn đồng một đôi này. 13 triệu 500 ngàn đồng. Loa 112 còn mới cứng cựa các bác nhá, chưa qua sử dụng. Đây là 212 thì chính xác. Đấy, báo giá công khai và hàng còn nguyên thùng, cho nên là các bác cũng không phải lăn tăn về cái chuyện là loa nó đã bị can thiệp sửa chữa hay là loa nó xuống cấp. Có thể là loa này là loa tồn kho, nó có thể bụi bẩn một chút hơn so với lại cái dòng loa nhái trên thị trường. Nhưng mà tất cả yên tâm tuyệt đối luôn các bác, giấy tờ còn nguyên đủ. Đấy. Ok chưa? Sang bên này chúng ta sẽ có thêm một cái lô có mấy đôi Behringer Bass 30 của Đức. Những đôi loa này thì bây giờ đang được giảm giá 2 triệu. Với những đôi loa này trước đây rơi vào tầm 15 triệu rưỡi, 16 triệu một cặp. Dòng loa này là dòng loa Chepnel Bass 30. Đấy, dòng này thì hiện tại đang được bán với giá chỉ có 13 triệu 500 ngàn đồng một cặp. 13 triệu 500 ngàn đồng, giảm giá được 2 triệu 3 triệu so với trước. Dòng này là dòng loa châu Âu Behringer. Hàng này cứ về đến đâu thì lại bán nhanh lên đấy các bác, bởi vì thực ra nó rất là rẻ. Tội gì các bác mua loa tàu, các bác mua hẳn loa châu Âu với giá có 13 triệu 500. Lên một bộ thì chắc nó rơi vào tầm khoảng độ đầy đủ khoảng độ hơn 30 triệu là chúng ta có một bộ karaoke đầy đủ cả loa và súp. Đấy. Và ngày hôm nay lại tiếp tục lên sóng nữa một cái cặp 4215. Cặp này thì ngày hôm nay bán vui, bán đẹp cho các bác này. Riêng cái mã này ngày hôm nay này, 415 Pro đấy. Dòng này bass 40, chép kèn. Dòng này ngày hôm nay giảm giá xuống còn 25 triệu. 25 triệu các bác nhé. Cặp này thì giá thành nguyên bản của nó rơi vào, nếu bán thương mại nó khoảng 27 triệu. Ngày hôm nay sẽ bán cho các bác với giá 25 triệu. Bác nào đầu tư alo cho em nhé. Có một cặp duy nhất. Như vậy là các cái mã hàng em báo công khai về giá thành để các bác cân đối lựa chọn. Số máy của em là 097 1998 55. Xin cảm ơn các bác rất nhiều.